chán mà nhìn nó sầm uất cái kiểu sầm uất. À, không sáng nay là bác sẽ cũng bác bén nha. Năm nay là mẹ con mình người làm ăn cố gắng để tiến tới phát đạt, mẹ giữ gìn sức khỏe để nuôi dạy cho con cho cháu thành đạt luôn luôn mạnh khỏe. Còn cháu thế năm mới thì chúc mẹ mạnh khỏe sống lâu, lúc nào cũng vui vẻ, tiền thì lúc nào tiêu thoải mái. Cần lúc nào thì là có ngay. Cậu cứ làm ăn được thì mẹ sướng. Quan, bà cẩn thận nhé. Quan, đang nhìn bông hoa của váy này. Quan ơi, Quan ơi. Hết pin rồi. Không, đang quay. Hôm bà đi. Ngoan quá. Con hỏi chuyện chuyện với bà đấy, bà khỏe không? Và bà có nhớ con không? Và con mua sữa cho bà nhé. Mặt hồ lời ru mát mát những sao diều giật giơ, nắng mưa sầm chiều vui cùng tiếng hát trẻ thơ. Chị Gái là thân mẫu của ông Nguyễn Viết Tạo, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần. Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty lên tổng kết tình hình hoạt động năm 2018 và cho ý kiến chỉ đạo về kế hoạch năm 2019. Xin trân trọng mời ông Nguyễn Viết Tạo. Kính thưa mẹ của chúng tôi, người đã sinh ra chúng tôi vất vả vì con cái, hôm nay cũng có mặt ở đây để chứng kiến những thành quả gặt hái và chứng kiến những cái giờ phút long trọng như thế này, thì mẹ cũng tự hào đã sinh ra những người con xứng đáng với gia đình, với xã hội, với tất cả cộng đồng. Tại thành phố Hồ Chí Minh, kính thưa ông Huỳnh Thị Chiếu là một người cố vấn gần gũi với Thủ tướng qua những chặng đường thăng trầm, nhưng cũng là người luôn luôn gần gũi gắn bó với lại công ty trong qua nhiều những cái giai đoạn thuận lợi khó khăn, luôn luôn những cái đó công ty cổ phần NVD luôn ghi nhớ và biết ơn tất cả những cái sự đóng góp quý báu đó vào những cái thành tích hôm nay. Đã đóng xong cái phần cỡ và sang năm thì chúng ta sẽ khởi công cái Babylon. Còn hai cái tòa nhà của Tam Phú là cái đã lên 10 tầng rồi. Xin bớt tên nhanh chóng để trên sân khấu. Bà Nguyễn Kim Thẻ tặng bằng giấy khen cho 8 cán bộ công nhân viên bớt tên ngày hôm nay.
xin chúc mừng toàn thể các nhân viên đã được tặng thưởng giấy khen ngày hôm nay. Hôm nay có thân mẫu của tổng giám đốc 81 tuổi đang ngồi kia, và tôi thấy rằng rất là sung sướng. Cũng là phó tổng giám đốc là Nguyễn Thiên này, cho nên thôi tôi chỉ nói thế, phía trước còn nhiều, cần tôi cố gắng thì tôi cố gắng. Nhân đây tôi xin chúc tất cả là còn cái bàn nữa mà nhớ tâm riêng.